Hi, chào tất cả bạn nha, chào mừng tất cả bạn đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Thì hôm nay mà bên mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn một con máy cắt gốc hai đầu nha các bạn. Con này thì hiệu Amada, model là CSW220. Thì con này đang nặng là 1 tấn 2 ha. Tấn 2. Nó cắt được ton dày 3 ly 2 nha các bạn. 3 ly 2 ha. Con này 10 tấn. Ha, cái lực nén của nó, lực cắt nó là 10 tấn. Đó, anh em xem một vòng nó, mình cho anh em xem cái nem led này. Thì con này đang full hoạt động, full chức năng ha, hoạt động full chức năng. Đây, model là Amada CSW220. Con này là 3 pha 200V gain đó nha bạn. Motor là 2.2. Đó, capacity nó nè, công suất nó là 10 tấn nha. À, nó nâng cái ben thi lực nó có thể nâng lên xuống là 55mm ha. Đó, kích thước của nó đây ha. 220 nhân cho 220 ha. Cái đầu, một đầu là 75 nhân 100. Cái góc cắt của nó các bạn ha. Ở trên cái đầu trên có thể cắt được 220 vuông. Ở đầu dưới nó là vuông 75 nhân 100. Đó, hình chữ nhật. Rồi cái đường kính cắt nó, ủa cái độ dày cắt nó cắt được 3 ly 2 ha. Cái thùng dầu nó 60 lít ha. Áp suất cắt nó là 70 kg ha. Tổng trọng lượng nó là 1 tấn 2. Đó. Con này năm 1997, hoạt động full chức năng hết nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Thì con này đang đây, đây nó có đủ hai cử nữa này. Ở trước đó, trước đang thiếu hai cái thước nha các bạn. Thước ke. Đó, thì cái đầu cắt trên này thiếu hai thước ke thôi. Ha. Cho anh em xem cái tủ điện đó luôn ha. Con này ở bên ngoài nó xấu xấu, bên trong nó đẹp cực kỳ luôn nè. Để em dẫn cái tủ điện ra cho anh em xem. À, hiệu Amada ha. Con này cốc đạp đều có đủ không? Đây, anh em nhìn cái tủ điện đó nè. Đẹp long lanh, nước sơn bên trong nó đẹp ghê luôn ha. Này muốn sơn lại cũng được anh em. Nè. Từ cái cờ le hành trình rồi mấy cái ấy nó đẹp cực kỳ luôn á. Rồi, ăn lao đi. Rồi mình sẽ test chức năng nó cho anh em ha. Thì trên đây mình có một cái miếng ton này khoảng 2.5 ly nha bạn, 2.5 ly à. Nãy giờ mình cũng cắt tá lá hồng binh rồi, giờ mình cắt thử ha. Thì nó có 3-4 chức năng vậy anh em. Thứ nhất là anh em cắt cái đầu trên ha, rồi ở chính giữa là anh em cắt đầu dưới, rồi qua bên đây anh em gặp qua bên đây là anh em hẹn giờ cắt. Giờ cắt là khi mà anh em để ra đây như một giây, 2 giây, 5 giây, 10, 15 giây gì đó, thì nó sẽ 15 giây hay gì nó sẽ nhảy một lần ha, cắt một lần cho anh em ha. Đó, thì con này thì mình cắt tay từ đó lên xuống, bấm tay lên xuống. Thì bên kia cũng có cái màn hình giống gì, cái bộ điều khiển giống gì. Rồi test đi ha. Đó, vậy là chạy rồi đó nè. Vậy cắt thôi, anh em đạp con cắt con cốc này cắt thôi ha, cốc đạp nó ha. Anh em đạp cái là nó xuống thôi, hoặc là bấm nút ha. Giờ đạp đi. Rồi cắt vô vuông vậy đi ha. Rồi. À, rồi. Đó. À, ở đây xưa gớt sát nè, rồi, cắt đi. Ha. À. Rồi bấm nó cắt đi. Ha. À. Đây nè. Cắt cực kỳ bén luôn, cắt cực kỳ ngọt luôn. Ha. À. Ha, cực kỳ ngọt luôn nè. Ra nè. Này mình cắt không theo cái hình gì hết trơn em, nhờ cắt nè anh em thấy cái gốc của nó nè. Thấy không? Rất là bén, rất là ngọt luôn nha. Đó. Này mình cắt bụp xuống thôi chứ mình không theo cái hình thức nào hết, thì anh em gắn cái ke vô anh em muốn cắt sao cắt thôi. Đó. Rồi. Đây bật chế độ hẹn giờ cho anh em xem ha. Ít thôi. Liên tục nè, rồi anh đạp cái. Rồi đó. Anh em thấy à? Đang cắt cái đầu nó sao nè. Đang chỉnh chế độ liên tục nha anh em. Đó. Anh em để vô là cài chế thôi. Rồi luôn. Đó, anh em khỏi bấm gì hết. Nó có chế độ hẹn giờ. Đút vô là dứt thôi. Đó. Anh em muốn chỉnh mấy giây thì chỉnh ha. 5 giây, 10 giây, 15, 20 giây vậy đó. Ha. Đó. Cắt rất là ngọt luôn nha anh em.
đây nè, rớt sát nè, ha, thấy không, cắt rất là ngọt luôn. Cắt nguyên cái ổ vuông luôn đây, cắt nguyên cái ổ vuông luôn nè, nguyên tấm vuông luôn. Ừ đúng rồi ha, đó ha. Rồi tắt đây. Ngon lành hết cho anh em, giờ em góc nó ke nè. Đây được rồi. À, cái con này thì chỉ thiếu cái thước ke ở đây thôi anh em, còn lại hoạt động full chức năng ha. Đó. Dầu nó còn trong vớt, dầu thủy lực đó nè anh em, trong vắt luôn nha, mắc dầu đây, trong vắt luôn ha, chạy full chức năng hết. Thì con này anh em nào có nhu cầu sử dụng thì alo bên mình ha, giá mình bán báo với anh em ha, con này giá 55 triệu nha anh em, giá chưa bao gồm vận chuyển, giá tại cửa hàng mình nha, đó, 55 triệu ha. Rồi ok, chào tạm biệt anh em, chúc anh em một ngày thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha.